Thưa quý vị, yếu sinh lý là nỗi ám ảnh đối với nam giới. Và đáng nói hơn, tình trạng này đang càng trở nên phổ biến khi tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý đang gia tăng đáng kể. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ làm rõ hơn về nguyên nhân của bệnh lý này và đưa ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ khắc phục cho người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Là một người đàn ông chân chính, sở hữu thân hình cường tráng, cơ thể dẻo dai và chuyện chăn gối sung mãn là điều mong muốn của tất cả phái mạnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân từ môi trường hay do cơ địa mà khả năng sinh lý của đàn ông sẽ có dấu hiệu giảm sút. Thời gian cuộc yêu ngắn là điều hoàn toàn không ai mong muốn. Chứng minh cho thấy tỷ lệ mắc chứng suy giảm chức năng sinh lý đang gia tăng. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 2015, số nam giới suy giảm chức năng sinh lý rơi vào khoảng 183 triệu người và theo dự đoán đến năm 2025 có khoảng 328 triệu nam giới trên toàn thế giới mắc phải tình trạng này. Yếu sinh lý thì ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nguyên nhân thứ nhất là về tâm lý, con người ta khi lao động trong cái môi trường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì những cái sức ép của cuộc sống rất là lớn. Đấy là một nguyên nhân. Thứ hai là cũng có thể là do yếu tố ăn uống, lối sống sinh hoạt hàng ngày. Cái thứ ba là có thể có những cái bệnh lý có thể là người đến người ta mang lại, thí dụ như bệnh cao huyết áp, bệnh dạ dày, bệnh tiểu đường vân vân. Là gây yếu sinh lý. Thông thường tình trạng suy giảm sinh lý chỉ xuất hiện khi nam giới bước vào độ tuổi 40 đến 80 tuổi. Nhưng theo số liệu thống kê từ một số bệnh viện, phần lớn nam giới ở những độ tuổi còn rất trẻ cũng mắc phải tình trạng này. Trường hợp của anh Hiệp là một ví dụ điển hình. Anh Hiệp phát hiện mình mắc chứng yếu sinh lý cách đây 2 năm, khi đó anh mới ngoài 30 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống cũng như hạnh phúc của gia đình anh. Có một cái thời gian tôi gần như bị trầm cảm. Tức là nó cứ cái chuyện sinh hoạt vợ chồng ấy, đôi khi là nó không được như mong muốn. Có tìm rất nhiều hướng, lên mạng, search ở trên mạng tìm những cái thứ thuốc nhưng mà cũng chỉ hiệu quả tức thì thôi. Tức là dùng xong thì có thể là 1-2 ngày kế tiếp đó thì có hiệu quả, nhưng sau đó thì nó cứ gần như là không được mà nó bị kém đi hơn. Hiện nay, các dòng thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam có nguồn gốc tự nhiên được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn vì sự an toàn và hiệu quả. Các thành phần tự nhiên sẽ thúc đẩy cơ chế tự sản xuất testosterone của cơ thể, vì vậy sẽ giảm những tác dụng không mong muốn của việc sử dụng hormone này một cách trực tiếp. Trong số đó, Mãnh Hổ Vương là một sản phẩm sau khi ra mắt thị trường đã được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Mãnh Hổ Vương thì là một cái sản phẩm từ Đông Y. Thế thì mình dùng thử, thì trong cái quá trình dùng chỉ trong có khoảng hơn 1 tháng thôi, thì mình thấy cái cơ thể của mình nó thay đổi. Thì chính vì như vậy cho nên là mình tin dùng Mãnh Hổ Vương. Mãnh Hổ Vương là sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, bao gồm các thành phần chính như bạch tật lê, dâm dương hoắc, ngũ vị tử, lộc nhung, câu kỳ tử, xuyên khung, quế nhục, cây cọ lùn, ngọc trúc, mật nhân, nấm tỏa dương. Sản phẩm giúp bổ thận tráng dương, gia tăng nhanh chóng nồng độ hormone sinh dục nam trong thời gian ngắn, giúp kéo dài thời gian quan hệ, điều chỉnh các vấn đề về chức năng sinh lý trở ngại, đặc biệt tốt với những người mắc chứng rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tinh sớm, phục hồi chức năng thận, giảm đau thắt lưng, mỏi mệt, với cơ chế tác động từ tạng thận giúp bổ thận sinh tinh, sinh huyết, từ đó làm sống lại các tế bào thể hang, thể xốp, làm gia tăng kích thước và thời gian, điều chỉnh lại các vấn đề về chức năng sinh lý trở ngại. Sản phẩm còn giúp phục hồi tạng thận, giúp cơ thể mạnh khỏe, sáng da, đen tóc, hỗ trợ điều trị làm chậm quá trình mãn dục nam. Do những công dụng hữu ích mà Mãnh Hổ Vương mang lại, nhiều nam giới đã thoát khỏi nỗi ám ảnh, từ đó tự tin hơn trong cuộc sống. Đối với phần lớn đàn ông, suy giảm chức năng sinh lý có thể được điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm. Ngoài việc tránh căng thẳng thường xuyên, ăn uống khoa học, tăng cường hoạt động thể chất, các bác sĩ cũng cho rằng việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng sẽ là một giải pháp hữu hiệu để cải thiện vấn đề này. Cái Mãnh Hổ Vương cũng là một thực phẩm chức năng tốt, được xã hội yêu chuộng, đặc biệt những cái đấng mày râu mà yếu sinh lý thì đã sử dụng và thấy cũng đã có phản hồi tích cực. Nó có những cái thành phần cơ bản mà gồm những cây quan thuốc mà được các cái nhà nghiên cứu cũng như là các cụ ngày xưa bài thuốc di truyền để lại
thí dụ như là tinh hầu, thí dụ như là nấm tả dương, thế rồi bạch tất lê, thế rồi là dâm xương hoắc vân vân. Đấy là những cái cây con thuốc mà đã được nghiên cứu, đã minh chứng rằng là có cải thiện về sinh lý nói chung và đặc biệt là nâng cao thể trạng cơ thể, bổ sung lượng testosterone. Thì người ta thông thường là dùng mỗi một đợt là dùng 1 đến 2 tháng, sau đó nghỉ và theo dõi cái sức khỏe nói chung, xong rồi nếu mà mình thấy rằng chưa được cải thiện có thể là dùng thêm. Yếu sinh lý không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt và hạnh phúc gia đình. Để ngăn ngừa những hệ lụy không đáng có khi mắc phải căn bệnh này, nam giới không nên mang tâm lý e ngại, cần thẳng thắn tìm ra giải pháp tốt nhất để chữa trị kịp thời. Bên cạnh đó, người bạn đời cần tinh tế, nhạy bén để cùng chồng vượt qua căn bệnh này. Việc tìm đến các sản phẩm chức năng giúp hỗ trợ khắc phục tình trạng yếu sinh lý ở nam giới là giải pháp phổ biến hiện nay. Trong đó, sản phẩm Mãnh Hổ Vương là gợi ý hữu hiệu để duy trì bản lĩnh phái mạnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.